Em chào các bác, hôm nay là em lại đi khai thác cây dưới ở tự nhiên. Em quay cho các bác xem. Này có một cây này. Chỗ này có một cây dưới. Đằng xa kia có một cây nữa. Đây nùm nùm chỗ cột điện này à. Đây có một cây nữa. Đây có một cây nữa. Đây có một cây nữa. Đây đây à. Chỗ này có một cây nữa. Tiến hành em ra cây chỗ này em xem như thế nào. Này chặt nắng lắm. Cây này đẹp. Cây này già lắm rồi. Cây già mốc trắng hết lên. Mẹ. Ui. Mẹ cái này già lắm các bạn. Ở chỗ khu vực này nó nhiều nhưng mà nhiều cây đơ lắm. Khu vực đồng bằng của chúng em ấy thì là đi tìm được cây dưới mà đẹp thì hơi bị hiếm. Khu vực đồng bằng hiếm lắm các bạn. Bây giờ tiến hành em cắt sơ sơ em xem bẹ của cây này như thế nào nhé. Cây này quá đẹp các bạn, già già đanh luôn, không một vết cắt nào, tần nạc lắm, đòn rồi. Cây cao được 40 phân bạn. Cây này đẹp già lắm. Cây này bẹ của nó đẹp. Em đã cắt sơ sơ đi. Lắng nhọc quá. Cái này luôn luôn nực. Giờ tiến hành em đào nó lên. Ok, thế là em đã đào xong cây dưới này. Cái này nạc lắm các bạn. Cái này nhiều dữ liệu để làm. Cái này giả cóc các bạn. Bốn mươi phân được 45 phân. Đây là cái rễ. Cái rễ này em cắt đi. Sau này tạo một cái tay chỗ này nữa. Tay chỗ này nữa. Cái này em nó giáp và sông nên em đào được cả bao đất. May nó không có cái rễ cọc, nó rễ chùm, rễ cám nhiều lắm. Cái này đánh được bao đất đó. Cái này luôn nực. Ở cả cái khu này em đi tìm được mỗi cái này. Tôi nghĩ khu vực này có 4 đến 5 cây nhưng mà không ngưng nghĩ được mỗi cái này. Cái này là ngưng nghĩ. Cái này lá nó là nhỏ ti. Cái này lá hến. Thôi tiến này giờ em cho lên xem trở về nhà. Cắt nọc lại. Ok các bác, em đã chỉnh sửa xong cây dưới. Cắt tay cành này hết rồi. Em quay gần cho các bác chiếm ngưỡng. Cây này
rất côn cây, rụt rịt, tay cảnh rụt rịt. Cái này qua màu đất em đánh cả màu đất vì là nó không có dễ cọc, em đào cả màu đất về. Cái này em đo 45 phân bác ạ. Đây là cái rễ nó ra sau này em sẽ tạo một cái cảnh ở chỗ này như thế này. Cây này nục nạc các bác, đanh cây lắm, già đanh mốc hết lên rồi. Sau này em ý định là em lấy cái mặt này là mặt chơi đây, mặt này là mặt chính. Cây này xinh lắm các bạn, nạc cây, cây này nạc lắm. Ở đồng bằng chúng em mà tìm được cây dưới mà nó nục nạc mà nó côn nó già như này rất hiếm đấy. Các bác ở trên vùng đồi núi thì chắc là kiếm nó dễ hơn, nhưng mà khu đồng bằng của chúng em ở dưới hiếm lắm. Đây là mặt sau các bác, cây này côn cây lắm, sau này chơi cây này đẹp tuyệt vời. Em sáng nay em đi đào lắng nhưng mà em đào được cái cây này em ưng ý, tìm 4-5 cây muốn ưng ý muốn cây này. Cây này là dáng trực, lùng hết cái cây khu đấy chỉ được mỗi cây này các bác, toàn cây xấu lắm. Cái này quá ưng ý rồi, chơi vừa tầm cây bonsai. Những đầu mặt cắt là em cắt xong em đục, em bôi keo rồi. Này sau 3 hôm nữa em mới mang ra em trồng các bạn, để cho nó rút vỏ nước đi. Rồi các bác trồng cứ để mùa hè này cứ để 4-5 hôm các bác trồng, đảm bảo sống chăm chăm, các bác không sợ chết đâu. Rồi thực sự ra là rất dễ trồng. Quá xinh. Video của em đến đây tạm dừng. Các bác xem video của em cho em xin nút đăng ký, like và chia sẻ. Để em có động lực em làm những video tiếp theo chất lượng và hay hơn. Em xin chào và tạm biệt các bác.